Đẹp chưa? Ôi ôi, đẹp thế. Đây 5.000 cái bóng bóng thổi nè em ơi, thổi là bay, bay là thổi đây. Ê, đi đằng này mà. Đằng này cơ mà. Linh Dương. Đây là cái gì ạ? Mấy đầu bò bà. Đi ra đi. Con cha mẹ hả? Con hai con mẹ hả? Cái tầm hiếp Linh Dương. À Linh Dương đầu bò á. Cái vừa lưu, cái vừa bấm vô nó rồi đó. Mẹ, đây là cái khẩu này. Mạnh không? Ừ. Cái gì á, lọc xe. 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 Cái gì á, lọc xe.
Bây giờ không tắt cả rồi. Trang ơi, hươu sao hả? Con này con hươu sao? Mẹ cả thí là chưa là này à đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có đấy rồi. Không, con có hai. Rồi, Nhi chào lên đứng coi luôn đi. Hả, con chào lên. Con quạt đây. Đây, cái này nó con ở đây nha. Đưa mấy chiếc con hoàng. À, như dọn gắt luôn. Dạ. Như dọn gắt luôn. Có mẫu đây đi, có mẫu luôn. Đúng quá hả? Đẹp luôn. Ở đẹp luôn, thấy đâu nó lộn được. Dính vỏ nó kìa. Vỏ nó thấy ghét con là bị quỷ không? Nó nằm không? Ê mẹ con cháu ơi, ăn kìa. Con phải không tới đâu, bỏ ủng. Tới mà ăn kìa đó. Đấy con hãy không? Đấy dạ, đấy hãy xoáy đâu. Mẹ con ra luôn. Mạnh ra luôn. Ôi, có tàu nè. Kệ làm chùa. Làm gì điện cho ai cũng đi ăn kìa. Mấy con ba không? Gì vậy? Vô vậy anh vô nhà, cái đó là những phần tư mình.